sáng 1 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ Bùi Quốc Đạt tức Đạt Ma, sau một thời gian dài đối tượng này bị TRIN ở trên toàn quốc. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa, Đạt Ma là đối tượng cầm đầu một ổ nhóm TOI phạm chuyên hoạt động lô đề và BAOKE đấu thầu, can dự vào các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Vào ngày 8 tháng 5 năm 2018, do mâu thuẫn trong việc NNN tiền LODE với anh Mai Xuân Tài, sinh năm 1990 ở khu tái định cư, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, Đạt Ma đã chỉ đạo hàng chục đàn em dùng SUMVN đạn hoa cải vào người anh Tài làm trọng thương. Sau khi gây án, các đối tượng đàn em của Đạt Ma lần lượt bị công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ và truy tố về các tội danh gây rối TTCC, cố ý gây thương TXH và sử dụng về vũ khí quân dụng trái phép. Riêng Đạt Ma sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau gần 2 năm lẩn trốn, Đạt Ma quay trở về TP. Thanh Hóa đã bị công an thành phố Thanh Hóa khống chế và bắt giữ tại nhà riêng đường đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đạt Ma, lực lượng công an đã thu giữ một số hung khí và nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, bước đầu Đạt Ma khai, sau khi chỉ đạo đàn em làm trọng thương anh Tài, Đạt Ma đã bỏ trốn ra các tỉnh biên giới phía Bắc ẩn nấp và sau đó quay về nhà, thì bị công an bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. https://gia-jin-vietnam.com/2th-angl-antron-trin-ad154598html Hà Vân Gia Chinh Việt Nam .com nguồn https://gia-jin-vietnam.com/2th-angl-antron-trin-ad154598html less plus s oi